nó có 5 cái cách làm cái khối mát này và tổ hợp của nó hết thì nó sẽ ra những hình thù rất là lạ giống như chúng ta thấy. Bây giờ tôi tạm là tôi đóng bớt cái này để cho nó nhẹ đúng không? Tôi làm một cái dự án mới tôi để sẵn ở đây đi. Chỉ cách làm mask, tại sao nó xoắn cái đó. Cái mask mà chúng ta load được từ gọi là inlay mask hay là play mask. Cái này là chúng ta chế tại chỗ, cái này là chúng ta lấy từ trong thư viện ra. Vậy thì chúng ta có thể chế được cái mask không? Chế được. Ra ngoài new một cái, từ bản 2010 đi nó có một cái gọi là conceptual mask. Tức là cái khối mà gọi là concept, tức là ý tưởng, conceptual. Bấm vô concept mask thì chúng ta vô cái nó có một cái hai cái template, nó gọi là matrix mask và một cái là adaptive component. Chúng ta xài cái matrix mask ở đây á, thấy cái template ở đây nè, nó xuất hiện ở đây. Bây giờ tôi làm cái cách đầu tiên là tại sao nó lên cái nhà nghiêng nghiêng vân vân, nó xoắn kiểu nào đó. Nhưng chúng ta nhìn nha, cái kiểu làm rất đơn giản này. Nhìn chúng ta mới bấm vào đây nè, chúng ta vẽ được cái hình này chính xác không, hình thù bất kỳ được không, vẽ dạng ra đây, kích thước nhiều lớn nhỏ là do chúng ta chọn lên nó và chúng ta có quyền tạo cho nó là solid hay là void. Chúng ta thấy dĩ nhiên là khối này phải là khối solid và chúng ta nắm nó kéo lên đây và nói giờ cái này á, giả sử cái này là 50 mét, nhưng mà khi chúng ta bấm lên một cái mặt bất kỳ nào đó thì chúng ta thấy mũi tên này để chúng ta có thể kéo cái mặt nó lên xuống. Tôi còn Ctrl Z bấm lên cái này chúng ta có thể kéo nó vô ra, kéo lên kéo xuống dời hướng nào đó. Nhưng cái chuyện đó là chuyện quá bình thường đúng không? Hoặc là chúng ta bấm lên đây nè, chúng ta dùng cái lệnh là quay nó, rotate, nó có một cái lệnh là quay cái mặt đó đây nè, quay bình thường đây đấy nè, nắm cái này nè, quay qua đây, quay ít thôi, nó xoắn nhiều quá không được, xoắn cái mặt đó. Chúng ta mới nói là bây giờ chúng ta bấm lên cái cạnh này nè, nói là cái cạnh này cao lên một chút và anh xích vô trong, sau mới bấm lên cái đỉnh này nè và nắm cái này kéo lên. Gì nữa? Vậy với cái mask bất kỳ này tôi có thể là di dời kiểu gì đó, ví dụ tôi chọn bấm lên đỉnh, bên lên lên đỉnh cũng được, xích vô, xích qua đây, nó là cái dạng hình thù bất kỳ được chưa? Thì nó ra cái mask này chúng ta có thể lưu lại, tôi đặt tên nó là cái gì đó, My Component, tôi nói là cái đó là cái mask số 1. Hoặc là tôi load thẳng vô trong cái dự án mà tôi đang xài. Tất nhiên là khi mà ra đó là cái mask, nó là một family thì ra ngoài load vô thôi đúng không? Nhưng mà giờ tôi nói tôi load thẳng vô nè, load family, thì tôi nói load thẳng vô đây nè, nó lên cái mặt này chúng ta có cái khối mask mà chúng ta vừa mới làm xong. Và cái này nó đã thành thư viện. Hồi nãy chúng ta đi xài cái mask của người ta. Thì bây giờ chúng ta có cái mask của mình. Và cái mask đó chúng ta làm những cái bước mà chúng ta vẫn làm từ trước đến giờ. Biết cái cách chế cái mát này chưa? Nó rất là đơn giản, nhưng mà đây đó cái dạng bất kỳ. Đó cái nhà nó là như vậy. Bây giờ ví dụ như giả sử tôi nói là đó, bây giờ anh làm mask floor trên cái khối này đúng không? Xin lỗi, bấm lên cái mask này. Tôi nói mask floor select. À mask floor nó có hết rồi đó. Bây giờ chúng ta mới nói là giờ nè, floor by face. Select multiple. Sàn này dày mỏng. Đây nó có cái máy rút wifi chỉ lên cái máy này nè, nhưng mà cái này là bất tâm của nó, chỉ lên đây cái sàn nó 400 hả, ok vậy gì đó à, cái máy đó xin lỗi, tạo cái máy đó. Còn nếu làm cái máy bằng kiến thì còn dễ nữa, bây giờ nó sửa đó lại, nói là cái đó là slope gazing. Còn để coi là nó có map dùng đó hay không, nó không map vô đó, này là slope gazing. Cái máy nó cong kiểu này, rồi những cái mặt cong cong này thì chúng ta đã biết rồi, nó là cơ tâm xích tâm thôi. Làm cái này xong đẩy qua kết cấu, kết cấu chết luôn đúng không, cái này là chưa thôi. Chúng ta làm cái cách đầu tiên theo kiểu như vậy. Tôi nêu một cái conceptual mask ở đây, matrix mask. Tôi làm kiểu này minh họa một cái nữa thôi.
Nhưng cái cách này quá là đơn giản rồi, tôi ok, tôi làm cái này. Một khối là cái này. Và tôi bấm nó, tôi tạo cho nó một cái form. Sau đó tôi nắm nó kéo lên. Rồi giật tới giật lui gì đó, quay qua quay lại gì đó là do mình đi ha. Rồi. Ở dưới này có thể vẽ cho nó một cái khối nằm vô chỗ này đi. Cái khối đó là tạo form luôn. Nó hỏi là cái này quay ra hình cầu hay hình này. Đấy, hình này nè. Nó là trụ chứ không phải hình cầu. Rồi, nhưng mà hai khối mà làm vậy thì nó rời, cho nên ở đây nó có một cái lệnh là cộng lại, join nó lại. Chỉ cái này và cái này cộng lại thành một khối. Nó join lại rồi đó. Ví dụ trên cái khối đó xong xuôi nó ra đây là tôi khoét cho anh một cái lỗ hình elip. Chuyện này thì quá là bình thường đó. Anh chàng này là cái voice. Nó giật đứt kia luôn. Đúng không? Cái kiểu đó xong mình đẩy vô trong dự án mình xài thôi. Vào đây. Thì chỗ này mát nó lại vậy đó, do mình cộng ở đây rồi. Đúng không? Nhưng cái kiểu đó làm thì quá đơn giản rồi, tôi làm tiếp cái mask khác. Làm cái này nè. Bây giờ tôi làm vậy thì nó có một cái nó extrude lên thôi. Bây giờ tôi làm cái này. Tôi nói tôi ra tôi vẽ rep len, mấy đồng chí lưu ý nha. Rep len. Tôi đây tôi set work len nè, set work len nó lên đây nè, lấy mặt này nè. Và anh show nó lên đi. Đó, và phải làm việc ở đây. Tôi mới đi vẽ những rep len khác. Tôi vẽ bao nhiêu cái là tôi muốn. Bây giờ coi cái xóm 8 tầng ngoài kia nè. Thích cái nào vẽ đó thôi. Đây là những mặt phẳng tham chiếu. Cho tôi vẽ 3 cái thôi. Sau đó tôi mới nói tôi set work lens lên cái mặt phẳng dưới này nè. Và tôi cho nó quay về. Lưu ý cái trình tự làm. Tôi nói bây giờ tôi vẽ cái hình tròn. Từ đây ra đây. Cho là vậy đi. Này 20 mấy mét ghê quá. Xong tôi nhìn nó 3D trở lại. Tôi nhìn góc này nha. Thôi lát nó xoắn tùm lum hết. Tôi mới set work lens lên trên mặt này. Và tôi lại nhìn về hướng này. Lúc đó là quay hướng top là qua đây ha. Lưu ý hướng bắc qua đây đúng không? Thì tôi có thể vẽ nó một cái nằm ở đây đi. Không sao hết, tôi sẽ di dời nó thôi. Move. Tôi dời nó qua một bên. Này nó bắt vô chỗ nào mà nó không dời được nha, khoan. Bước cái này qua một bên đi. Dễ đó hình elip. Set work lens. Lại một cái hình elip khác. Vẽ gì tôi vẽ ai nói đâu đúng không? Muốn vẽ hình gì vẽ, không lên vẽ lục giác cái này cũng được đó. Rồi bây giờ xong, tôi có chừng này biên vẽ. Đúng không? Đó, trên cái quạt len đó. Tôi mới chọn nó, giữ control chọn nó. Và tạo form. Ghê quá. Nhìn nó xoắn rất ghê, đúng không? Tôi mới nói đó là vừa khoét thì tôi đẩy vô trong dự án tôi xài.
tôi nhìn ra 3D tôi thấy nó. Nó đây nè. Và lúc đó chuyện còn lại là chuyện của chúng ta. Lúc này là cái mặt này là bất kỳ và nó hơi phức tạp một chút cho nên nó phải đợi một chút. Đúng không? Và tương tự chúng ta làm cho những cái mặt bên này. Chỉ có một khối mát duy nhất thôi. Và cái đó là mát lo. Rồi chúng ta mới làm ở đây, tôi làm một cái dự án giống vậy. Bây giờ tôi làm một cái masking tiếp cái phần đó. Tôi nêu cái chỗ này là conceptual mask. Bữa trước chúng ta có hai cái cách làm, tức là một chúng ta chọn ở đây là matrix mask đúng không? Chúng ta có hai cái cách làm. Là một là chúng ta extrude nó lên, hai là chúng ta dùng một cái là chúng ta nó gọi là blend. Blend tức là chúng ta cho chúng ta làm nhiều cái tiết diện khác nhau xong chúng ta nối nó lại, nó gọi là blend. Bây giờ chúng ta có thể làm một cái kiểu khác nữa bằng cách là gì? Chúng ta theo cái con đường gọi là extrude, gọi là sweep. Thế chúng ta thấy cái kỹ thuật nó là như vậy. Tôi thứ nhất là tôi set một blend lên đây đã. Tôi set một blend lên trên cái mặt phẳng này và tôi show cái mặt phẳng đó lên. Ví dụ sau này chúng ta sẽ tổ hợp nó lại ha. Bây giờ ta mới nói là bây giờ tôi set một lens là cái mặt phẳng này. Bây giờ tôi cho nó quay về mặt phẳng màn hình đi. Ví dụ vậy, tôi cho nó quay về mặt phẳng này. Chúng ta mới nói là tôi mới vẽ cho nó một cái đường cong. Ở đây nó có rất là nhiều công cụ để vẽ đường cong. Nhưng mà đây nó có những cái đường đặc biệt là ví dụ đây nó có cái chấm bond element. Và cái chuyện này là đây là SPLine Rule Bond. Tức là tôi có thể chấm cái điểm này trong không gian 3D. Sau đó tôi tự động tôi cho nó một cái đường đó, tự động nó nối qua những cái điểm đó. Và trong thực tế là chuyện đó rất là cần. Nó đi qua những cái điểm đó. Ví dụ như vẽ cái ram dốc chẳng hạn, vẽ cái ram lên á, bây giờ tôi chấm những cái điểm ở trong không gian mà tôi nối cái đường nó hai cạnh xong tôi quét theo cái đường đó nó thành cái ram ở trên mấy cái hầm xe đồ lên á, nó cong nó mới làm được chuyện đó. Bây giờ ví dụ tôi làm cái này tôi vẽ nó một cái cung cong bất kỳ, tôi vẽ một cái SP line, rồi tôi vẽ ra đây, rồi đó nó lại đó. Bây giờ chúng ta có được cái đường này rồi đó, sau khi chúng ta có được cái đường này rồi á thì chúng ta mới xếp một lens bằng cách nữa là chúng ta chọn vô ngay cái đầu này này, chúng ta bấm cho nó một cái thì cái mặt phẳng làm việc nó đi về ngay chỗ này. Còn cái đường này hoàn toàn là chúng ta có thể chỉnh được, chúng ta bấm lên đây chúng ta nắm cái đỉnh này hoặc chúng ta kích chuột phải là thêm cho nó SP line control, chúng ta thêm những cái điểm vô đó để chúng ta chỉnh sửa nó. Cái đường cong đó nó gắt quá thì lát nó báo lỗi, đúng không? Cái này nó cong trong không gian là mới 2D thôi, nó cong trên một cái mặt phẳng cho nên là cũng chưa đến nỗi gì. Nó cong trong không gian 3D thì chúng ta mới có những hình thù khác. Sau khi chúng ta xếp quật lên lên trên cái mặt này rồi thì chúng ta mới vẽ ra cho nó một cái hình nào đó bất kỳ. Bây giờ trong trường hợp này tôi vẽ nó cái hình tròn hay cái hình ellipse gì đó cũng được. Tôi cho nó vẽ cái ellipse để cho nó nhìn nó thấy nó hơi đặc biệt chút. Rồi tôi vẽ một cái ellipse nằm góc nghiêng gì luôn. Rồi nó nằm đó. Nếu chúng ta để chỗ này mà nó quá gắt khi nó lên nó tự cắt nhau là nó sẽ lỗi ngay. Chúng ta phải finish nó một cái. Rồi chúng ta sau khi làm đó xong chúng ta mới nói là bây giờ chúng ta giữ control, chọn cái này, chọn luôn cái này, giữ phím control và chúng ta tạo form nó lên khối đó. Nó lên một cái khối bất kỳ trong không gian giống như vậy. Đúng không? Bởi vì vậy thì chuyện này nó là một cái mask chúng ta đi ra ngoài tạo một cái dự án mà chúng ta load nó vô để xài. Đây là cái cách thứ ba. Và chúng ta lấy từ bên chúng ta chuyển qua cái view cái view của cái dự án bên kia, switch qua cái view bên này là family này. Và chúng ta load thẳng vô trong dự án, đẩy vô đây xài. Còn thôi chúng ta lưu này nó thành giống như một family vậy. Hôm nay chúng ta sẽ nói family. Chúng ta đẩy nó lên trên cái mặt phẳng đó. Tôi có một cái đối tượng lại vậy. Thì chúng ta có những cái đối tượng rất là bình thường. Tôi nhìn ra 3D thấy cái này. Sau khi nhìn ra 3D ở đây thì cái chuyện còn lại là phải ta có thể làm được bất cứ cái gì đó mà chúng ta thấy masking and size. Chúng ta đây là cơ tinh sinh tâm chẳng hạn. Thấy lên cái mặt này tạo sinh tâm. Chúng ta tạo sinh tâm chỉ lên mặt này. Đúng không nè? Cái cách làm nó là vậy. Vậy chúng ta có quyền, nếu mà bên cái khối mask này không có thì chúng ta lại edit mask, edit family. Và chúng ta trở lại đây chúng ta khoét thêm một cái lỗ đây đâu được không? Cắt đến đâu được không?
đó là làm cái chuyện nữa. Bây giờ chúng ta mới ra làm cho nó một cái cách thứ ba, cách thứ tư, đó là cái cách conceptual mass, chọn massing. Bây giờ tôi lại xét một lens lên trên cái mặt phẳng nào đó mà tôi vẽ và tôi show nó ra. Sau đó tôi quay nó về mặt này và tôi vẽ nó một cái cung cong, một cái đường cong bất kỳ mà tôi muốn. Nhưng mà bây giờ là hai đầu hai tiếp diện. Cái này mấy anh em nào mà lưu ý ra, ví dụ như tôi vẽ một cái dầm hay cái cột mà hai đầu hai tiếp diện khác nhau, ví dụ nhà thép tiền chế rồi hay có cái chuyện đó. Nếu trong thư viện không có thì chúng ta phải dùng kiểu này để chế. Được không? Ví dụ vậy, hay là tôi làm cái cọc hình chữ nhật xuống cái đầu mà để tôi đóng xuống dưới á. Đó, thấy không? Đó, giống như cái hình chóp hay là gì đó. Đó, thì là tứ gì hình chóp thì chúng ta mới đẩy cái hình đó nó vẽ bằng cái kiểu này. Hay là chúng ta làm bây giờ ví dụ như trong trường hợp nãy mà tôi vẽ một cái, tôi làm cái móng băng mà có cái sườn vậy thì trong thực tế không có. Thì lúc đó tôi vẽ tiếp diện tôi quét theo cái đường đó thì nó sẽ ra. Hiểu kịp không? Bây giờ chúng ta mới nhìn ra 3D thấy cái này. Xin lỗi, nhìn ra 3D nhìn đây này. Và tôi xét quật lên cho nó một cái là tôi đem xuống ngay đầu rồi tôi bấm cho nó một cái nó hiện ở đó. Bây giờ nó nằm thẳng hay không thẳng thì tôi không biết, nhưng tôi nói là đầu này là tôi cho anh là một cái hình elip. Tôi xét quật lên lên phía bên này. Chỉ lên cái đầu bên này là bấm cho nó một cái nữa, lúc đó tôi vẽ nó cái hình lục giác. Mấy đó là do mấy cạnh, là do mình đây lục giác sáu cạnh đúng không? Đổi thành gì đó là do mình. Sau đó tôi mới nói là như vậy nè. Tôi giữ cục trôn tôi chọn hết cái này. Tự động nó sẽ hiểu, tôi tạo form hai đầu hai tiếp diện khác nhau và đẩy vô trong dự án xài, chọn vô project một và bố trí nó vô chỗ này, lên mặt phẳng làm việc là đây. Cho nên là chúng ta có thể làm được bất kỳ cái gì mà chúng ta muốn với những cái khối mát này, đặc biệt là mấy anh em kiến trúc là rất là thích cái kỹ thuật của massing này dùng để chế family. Vì vít mà không chế được family là coi như là bức luôn. Chúng ta thấy đây là massing, cơ thành system chỉ lên này. Rồi vậy ha, đúng không? Bây giờ là các bạn làm lại cái này cho tôi. Rồi cái chuyện mà làm ở đây nó có một cái cuối cùng, tức là chúng ta có một cái conceptual mask theo cái dạng là revolve, theo cái dạng là revolve. Ví dụ như bây giờ chúng ta xếp một cái quật len lên trên cái mặt này đi, đúng không? Show nó lên và quay nó về mặt phẳng này, quay nó về. Tất nhiên là chúng ta rất là may mắn ở chỗ là cái mặt phẳng này nó đang nằm đúng một cái hướng nào đó. Bây giờ nó nằm khác thì sao? Thì tôi sẽ có cái bài tập ngay sau đây. Bây giờ ví dụ tôi vẽ nó một cái đường, một cái cung cong, tôi vẽ một cái cung cong bất kỳ, vẽ đại đi, đúng không? Tôi vẽ đại ra đây ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta lưu ý như vậy nè. Chúng ta có cái đường này không thì nó chưa đủ. Nó sẽ, nếu mà chúng ta chọn cái này mà chúng ta vẽ đó, ví dụ giả sử tôi vẽ thêm một cái trục nữa từ chỗ này, cái trục này là không được quyền là cắt ngang đối tượng này, tại vì nó quay xung quanh cái này là nó cắt, là nó giao cắt là nó báo lỗi ngay. Cho nên nếu mà chúng ta chọn cái này mà chọn cái này á thì chúng ta sẽ thấy nó thành một cái mặt chứ nó không thành một cái được, nó không thành một cái khối, nó thành một cái miếng kiểu này. Còn nếu không coi chúng ta thấy nó thành một cái mặt bình thường chứ không phải là khối ảnh. Nó quay 360 chúng ta thấy này giống như cái chu, thì chúng ta mới lấy cái đó làm cái mái vòm đó, chúng ta mới đẩy vào trong kia. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy nè, nếu mà chúng ta chỉ cần là cái mặt này thôi thì chúng ta làm vậy là đủ. Ta đẩy vô đây, cái massing này nó còn cái rất là hay á. Đây nè để coi, chúng ta coi cái nó nằm ở đâu nha, nó báo lỗi, nó báo đây, chúng ta có cái mặt đó không, thì trên cái mặt đó chúng ta mới chọn là massing á, chọn là cơ tên system. Ví dụ như tôi chọn lên đây và tôi create system đây, chúng ta mới thấy giống vậy nè, nó là cái này thì chúng ta thả mullion lên nó, đúng không thả mullion lên nó. Ví dụ như trong trường hợp mà bạn nào cần làm cái máy vòm, phải không, thì chúng ta làm kiểu như vậy. Để hiểu cái cách làm không, hay là hoặc là về này chúng ta quay qua đây này, chúng ta nêu cho nó một cái conceptual mask theo kiểu này. Conceptual mask tôi chọn là metric mask, thì trên cái đó ví dụ chúng ta xếp một lens lên đây đi, xếp một lens lên đây và chúng ta show nó lên. Chưa đâu, nó chưa hết đâu, cái này nó còn nhiều cái hay lắm. Chứ mà là chúng ta tổ hợp năm cái cách đó lại thì nó có những cái khối rất là đặc biệt. Bây giờ ví dụ tôi vẽ nó một cái cung cong kiểu này đi, rồi tôi vẽ đại cái cung cong 3 điểm ra đây, hay là kiểu nào đó cũng được. Rồi
Ví dụ như trong trường hợp đó tôi mới dùng cái đường là pick line, tôi đẩy này ra, ví dụ nó dày ra 100 bao nhiêu đó, nó 100. Đẩy cái đường này ra 100. Cái này nó lớn lắm cho nên chúng ta nhìn thấy đây này, chúng ta phải gõ TL thì nó mới trở thành này được. Sau đó tôi mới vẽ cái đường này và tôi cũng trả về 0. Tôi nối vô chỗ này. Tôi nối vô đây. Tôi nối nó vô đây. Đó, bây giờ tôi vẽ nó cái trục quay thôi, nó tự động nó hiểu đó là một cái trục quay. Nhưng với điều kiện là cái trục này không được quyền cắt qua cái kia thôi. Nè, đúng không? Nó lại vậy đi. Do tôi vẽ cái hình đó thôi. Và tôi giữ cái bề mặt này, như vậy là cái chỗ này nó sẽ ra một cái khối rắn. Rồi chúng ta mới xài cái gì đó vô đó, chúng ta đẩy nó vô bên thế này chúng ta làm. Nhưng mà cái mặt này nó không có đơn giản. Nó không có đơn giản là một cái mặt mà chúng ta thấy nó có những cái hình thù quá là đơn giản giống kiểu này. Tức là nó chỉ là những cái boolean kiểu này thì không hay rồi. Đúng không? Bây giờ để tôi mu này ra một bên đã. Tôi dời nó ra một bên ha. Nếu mà nói vậy thì cái này Revit nó đâu phải là vậy, nó là cái này. Rồi, chúng ta chọn cái trên cái mặt này. Rồi chúng ta làm cái mặt đó. Bây giờ tôi sẽ để cho chúng ta mất khoảng chừng 2-3 phút gì đó, chúng ta làm lại cái này đúng không nào? Làm lại cái kiểu revolve. Xong rồi tôi sẽ nói một cái chuyện cao hơn ở trong cái phần masking này. Chúng ta có cái chuyện như thế này nè. Giả sử tôi ra tôi làm một cái khối mask rất đơn giản. Chúng ta có cái khối mask rất đơn giản. Nếu mà làm mà cái kiểu mà curtain ở dạng mà cơ tinh system như vậy, nó mấy cái đường đó thôi, nó dẫn mấy cái đường dẫn hướng, nó thả boolean lên thì có gì để nói, chuyện nó quá đơn giản đây nè. Nhưng cái này là tôi nói thôi, chứ còn lúc mà tôi nói những cái chuyện ở cấp độ cơ bản rồi, còn anh em nào mà tôi làm những cái mặt dựng mà nó thiệt là phức tạp, anh nào thực sự quan tâm đến kiến trúc mà để decor rồi đó, hay là từ những đối tượng nào thì nó có một cái phần trong cái phần nâng cao nó có cái chuyện đó. Chúng ta set vượt lên lên trên cái mặt này, tôi nói nha, tôi nói cái cách làm vậy nè, xin lỗi tôi không có set vượt lên ở đây, tôi set vượt lên trên cái mặt này cũng được không sao hết. Và bây giờ tôi vẽ cái khối đó là đây, cực kỳ đơn giản ha. Bây giờ tôi làm cái này để nói một cách dựng hình nữa đi ha. Bây giờ giả sử tôi xếp vượt lên lên đó, tôi vẽ cho nó một cái, tôi vẽ cái rep lên chỗ này một cái nữa. Anh nào mà quan tâm đến những chuyện này làm rất là phức tạp, tôi xếp vượt lên mặt này và tôi vẽ cho nó một cái cung cong. Vẽ cái gì cũng được, vẽ một cái đường SP line cong trong không gian 3D. Thích gì vẽ đó. Xếp một lens lên ở chỗ này nữa, xa ra cũng được, cỡ nào cũng được. Rồi chúng ta chỉ vẽ cho nó một cái đường nữa, lại đi từ dưới lên trên. Sau khi chúng ta làm được chuyện đó xong, chúng ta giữ control chọn hai cái này và chúng ta tạo cho nó một cái form. Nó thành một cái mặt giống như vậy. Cái mặt này chúng ta đẩy qua kia thì chuyện bình thường, chúng ta bấm lên cái mặt này nè. Tất nhiên là có nhiều làm kiểu mặt khác nhau, chúng ta phải bấm lên nó báo là Device Survey, là chia cái mặt đó, bấm lên Device Survey. Nếu mà chúng ta để chế độ là X-Ray là chúng ta sẽ nhìn thấy nó trong suốt xuyên qua đó, X-Quang. Chúng ta mới nói là Add S thì chúng ta thấy là nó thêm những cái phân đoạn đó để cho cái đường đó là do chúng ta làm thôi. Chúng ta thích thì chúng ta làm thêm những cái đỉnh đó. Tất nhiên là những cái đỉnh này hoàn toàn là chỉnh được. Nếu mà chúng ta chọn ở dạng là Add Profile thì nó sẽ là những đường cong chỗ này. Và lưu ý rằng những cái đường này đó là chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được. Còn Dissolve tức là chúng ta bỏ hết những cái chỉnh, chúng ta trở lại bình thường. Đó, bước ra đây. Như vậy đi, khi mà nó có những cái đường này rồi, nếu anh em nào muốn thì anh em có thể bấm vô chỗ này nè, bấm thẳng vô chỗ này nè, chúng ta có thể chỉnh sửa, nắm kéo lên kéo xuống gì đó tùy. Nhưng sau khi làm cái đó xong xuôi rồi thì chúng ta làm bỏ chế độ X-Ray. Chúng ta bỏ cái X-Ray này trở lại. Thấy chỗ này nè, ta chọn giả sử một cái mặt bất kỳ, tất nhiên là tôi chọn này nó chia nhiều mặt và tôi nói Device Surface trở lại, nhưng mà tôi chọn cái mặt này nè, nó để là No Pattern. Cái đường này là đường dọc ngang gì đó là do ta mới nói bây giờ nè, tôi sẽ hiện anh theo cái mẫu tô mà tôi muốn. Và trên cái mặt này ví dụ nó có những cái hình dạng rất là đặc biệt, để tôi kiếm ở trên này là cho chúng ta coi. Nó ra kiểu này, nó ra những cái phức tạp, nhưng mà anh
khoe ta mà đồng chí nào mà cần những cái mà phức tạp giống như vậy á, phục vụ cho kiến trúc rồi đó, vân vân, thì ở đây nó sẽ có cái lớp gì chuyên về ba cái chuyện nâng cao về chuyện này. Như ta thấy chỗ này nè, những cái đường này đó là những cái đường giống như là cơ tập rít vậy đó, là chúng ta phải làm cái mullion thảy của đây. Bây giờ như vậy ha, thì đó là một cách. Bây giờ tôi ra ngoài tôi làm cho nó một cái concept match. Chúng ta nói là matrix mask ở đây, tôi chia cái mặt này lại xem nha. Bây giờ chúng ta làm cho nó một cái mặt kiểu này đi, vẽ một cái hình chữ nhật ra đây, ai cũng biết là ép trước cái này lên và nắm kéo nó lên. Bây giờ tôi để, tất nhiên là tôi chỉnh sửa rồi vân vân, nhưng mà tôi bấm vô cái mặt này nè, tôi bấm cho nó là divide surface cho tôi thấy mặt này nó là cái này đúng không. Bây giờ chúng ta nói bấm lên mặt này nè, tôi chọn là divide surface, nhưng mà tôi nói là đây không phải là no button mà tôi muốn anh là Ribbon Checkboard. Được chưa? Nhưng mà bây giờ ví dụ như nếu mà tôi đẩy cái khối mask này vô á, thì lát chúng ta thấy ở đây nè, tôi ra ngoài tôi làm tiếp cho nó một cái nữa, tôi ra ngoài tôi new cho nó một cái family. Nãy là concept của mask, giờ new cái family. Cái family đó tên là Curtain Bano. Ok, nó tên là, trong 2010 trở đi nó có cái gọi là Curtain Bano Pattern Bay. Chúng ta chọn cái đó, chúng ta mới bấm vào cái đường màu xanh này. Hồi nãy chúng ta chọn cái mẫu tô bên kia là cái gì thì chúng ta phải tạo cái mẫu tô đó, ví dụ như Robert Checkboard thì chúng ta chọn nó, thì anh này nó tự động nó đưa về, nó làm ra những cái biên dạng để gán đúng lên cái bề mặt dựng đó. Như vậy thì chúng ta mới nói như vậy nè, tôi set một len, tôi ra lên cái này, tôi ra lại gần nó thôi, và tôi gõ phím tab trên bàn phím, tôi gõ phím tab để tôi chỉnh cái vị trí của cái quạt len, đúng không? Tới đây được rồi đúng không? Tôi bấm cho nó một cái, tới đây nè, ví dụ như bấm cho nó một cái và tôi show nó lên, thì chúng ta thấy cái quạt len nó nằm ở đây nè, nó vuông góc cho một cái đường nào đó. Chúng ta mới quạt len nó lên đó rồi, thì bây giờ chúng ta mới nói bây giờ chúng ta vẽ một cái hình lục giác không chừng. Nhưng mà thật sự mà những cái phương trình này ở dạng tham số như thế nào là cái chuyện rất là nâng cao. Chúng ta giữ cái đó, control, chúng ta chọn cái này control luôn và chúng ta tạo form. Chúng ta thấy cái dạng đó là đây. Cái này nó sẽ vô, load vô cái family mà mới tạo hồi nãy. Chúng ta có một cái family số 6 đúng không? Hồi nãy là concept to mask á. Hồi nãy chúng ta là cái số 5 chứ. Là chính là cái này. Ngoài là cái này chúng ta bỏ này đi ha. Tôi đóng cái này lại tôi bỏ ra. Tôi đóng bớt đi. Bỏ cái mặt này luôn. Không, cái mặt này là cái family này, ví dụ như trên cái mặt này nãy là cái gì, octa, chúng ta chọn lại cái này đi. Chúng ta thấy cái family số 7, chúng ta bấm lên đây nè, chọn cho nó một cái là family số 7, thì nó tất cả những cái đường lưới đó là bằng cái mà tôi mới vừa làm ra, nhưng mà nó dày quá đúng không, nó dày quá thì tôi đóng bỏ cái này. Đó là cái family số mấy, family số 5, family số 6 đâu, nó đẹp số 7 đúng không. Tôi đẩy vô trong dự án, tôi nói đẩy vô cái family số 6. Thì chúng ta thấy cái mặt này của chúng ta đó, là hồi nãy là tôi bấm lên đây tôi chọn là cái gì, nó là cái này đúng không. Cho nên là tôi mới chọn đúng cái bề mặt của nó, hồi nãy tôi mới cái family số 7 mới đẩy vô nè. Anh nào muốn thì ở những cái ngay chỗ này là chế mấy cái nút này nè, ở dạng nào đó có thể hình là cái ấu hay là cái gì đó, hay là ngôi sao gì đó. Thì trên cái mặt dựng này nó rất là phức tạp cho chuyện đó, hiểu không? Còn ví dụ như anh chàng này á, là gì, anh chàng này là no button này không sao hết. Ví dụ đó là bây giờ anh chàng đó là hết octagon, không, octagon rotate. Tất nhiên là tôi có thể chỉnh thông số nó lại đây, tôi nói này là lên 20, number đó là 20, number này cũng 20, apply. Tôi thấy nó nhỏ lại chút xíu. Cái gì nữa, cái mặt đó nếu bạn vậy thì chúng ta phải ra ngoài làm cho nó một cái gọi là octagon rotate, xin lỗi nha, chúng ta tạo cho nó một cái khối mask của chúng ta đó, cái những cái mặt dựng đó, family của chúng ta nói là pattern bay, và chúng ta lại phải chọn đúng cái template của nó là gì. Tôi bấm lên cái đường màu xanh này và chọn đúng cái template của nó là gì, là octagon rotate này đúng không, thì nó mới khớp vô cái mặt kia được. Sau khi mà làm cái đó rồi thì chúng ta mới nói là bây giờ đây nó có rất là nhiều mặt phẳng làm gì. Chúng ta rà lại đây này, chúng ta gõ là lại đúng cái chỗ đó đó. Chúng ta gõ phím task, tôi set một len chứ, tôi rà lại đây, gõ phím task,
nó ra này, tôi bấm cho nó một cái thì lúc đó tôi show nó lên, nó nằm đây, nó ra chỗ đó là tôi mới vẽ cho nó cái hình gì mà tôi muốn ở trên cái mặt phẳng làm việc này. Đây là cái chỗ mà làm hơi bị tế nhị và khó một chút. Sau khi làm xong cái đó thì tôi mới giữ control, chọn cái này và tôi tạo form. Nó là một cái chuyện rất phức tạp và ta mới đẩy vô trong cái dự án là cái family số mấy, có lẽ là số 6 phải không, số 6, số 7 gì đó, số 6, rồi chúng ta mới bấm vô mặt này và tôi nói là có một cái mới vừa tạo ra, đó là đây nè. Được không? Thì trên này ví dụ như sau này tôi gán cái gì đó là do tôi, và đó là những cái phương trình tham số. Bây giờ chúng ta làm chuyện này, chúng ta mới làm lên cái chuyện là bây giờ á, là tôi làm một cái máy giống vậy đi, tôi làm dùng những kỹ thuật này để làm trong vòng khoảng chừng 30 phút cho những cái bài liên quan tới cái máy này. Còn bạn nào mà cần có các cái mô hình bản cái mô hình Revit mà người ta đã làm rồi thì gửi luôn ổ cứng lên đây, tôi có cho mấy mô hình nó về nhà coi coi người ta đã làm kiểu gì, nhưng mà tất nhiên là mình cũng sẽ làm được mà thôi. Ví dụ những cái mô hình để coi, tôi đóng bớt cái này đi. Ví dụ như cái mô hình của cái tòa soạn báo về lao động hay là tòa soạn tòa công trình gì đó, mấy cái này là có hết rồi. Bây giờ vậy tôi mở một cái bài group form rồi. Rồi bây giờ tôi có rất là nhiều cái dạng group, chúng ta sẽ làm những cái group này trong vòng 30 phút, đúng không? Để qua thông qua cái group này nó có rất là nhiều kỹ thuật để mà làm. Chúng ta nhìn đây nè. Cái bài đầu tiên là chúng ta có cái máy giống vậy. Chúng ta bấm này là chúng ta bấm lên nó, chúng ta thấy được cái kiểu làm liền edit profile, nó chính là một cái biên dạng vậy, nó extrude qua đây. Là một chuyện. Bây giờ chúng ta mới nhìn ở đây nè, cái máy này làm thế nào. Bây giờ tôi ra tôi control N tạo một cái dự án. Tôi ra tôi vẽ nó một cái wall cao tới level 2. Cái hình cái thứ nhất là cái máy kiểu này. Tôi vẽ cho nó một cái rep plan. Chúng ta đang đi từ cái đơn giản nhất, vẽ cho nó một cái rep plan. Nằm ngoài này cỡ nào đó là vô cái phần mà đua ra, phần overhand đó, đua ra là bao nhiêu, chúng ta xếp một plan lên đó. Và nhìn từ bên này chúng ta nhìn là nó đi hướng tây, hình nhìn qua ví dụ vậy. Chúng ta đi vẽ cho nó một cái biên dạng bằng cái gọi là group by extrusion, và chúng ta vẽ level 2, chúng ta đi vẽ cho nó đó, ra cái máy ra đây finish. Chúng ta nhìn ra 3D chúng ta thấy được cái máy đó, hay là nhìn xuống mặt bằng tầng 2 chúng ta thấy được cái máy đó, cái máy nó đi ra đây nè. Như là bây giờ nếu mà chúng ta thấy cái máy này ra đây, chúng ta cần khống chế là cái đoạn này từ đây ra đây chính xác là bao nhiêu, nó dẫn theo cái này đó. Bây giờ đơn giản thôi, chúng ta bấm lên cái máy này nè, chúng ta thấy có một cái nó xuất hiện là tên là vertical. Chúng ta bấm vô vertical bên này, chúng ta mới nói như vậy nè, tôi pick và tôi đẩy nó ra một cái đoạn. Ví dụ như tôi nói bây giờ thì giả sử là 300, thế này trong trường hợp này nó hẹp quá cho nên là tôi phải làm kiểu này. 300 này nhỏ đúng không, tôi cho nó ra đua ra 500, nó ra từ cái này. Và tôi trim nó lại. Nhưng mà nếu mà tôi tới đây mà tôi finish cái là cái máy của tôi nó lủng một lỗ đúng cái hình chữ nhật này. Nên là tôi buộc phải vẽ thêm một cái nữa miễn sao nó trùm khỏi hết này. Đó là kỹ thuật toán nó yêu cầu vậy, thì lúc đó tôi có một cái máy nó từ cái tường này ra đúng đoạn là 500. Chúng ta nhìn thấy cái máy đó. Và chúng ta chọn hết tất cả các tường này attach lên. Chúng ta có cái máy giống như vậy. Máy đó là đây. Được không? Như vậy thì nếu mà ai cấm tôi, nếu tôi làm cho nó một cái dự án kiểu này là một cái project ra đây, tôi vẽ một cái tường bất kỳ, vẽ một cái tường bất kỳ cao tới đây thôi, sao hết, đi chỗ này nè. Trong thiết kế không ai cấm tôi chuyện này hết, vẽ luôn cái cung cong nối ra đây. Cái nhà tôi là vậy đó,
sau khi đó tôi mới nói là bây giờ tôi tự vẽ một cái replen, nhưng mà trong trường hợp này tôi cố tình vẽ replen đó vuông góc với lại cái hướng này nè, mấy hướng nhìn, cho nên lát người ta mới nó hỏi chúng ta quay về hướng nào, chúng ta mới làm việc đó, nó xét cuộc len lên chỗ này và nhìn từ hướng tây nhìn qua, ví dụ vậy. Và lúc đó tôi mới đi vẽ cho nó một cái máy bằng con đường extrusion. Rồi ra đây cái máy nó giỡn sống giống vậy. Nhìn ra, chúng ta nhìn 3D thử coi nó sao. Hay là nhìn xuống mặt bằng tầng 2 để chúng ta coi cho nó sao. Chúng ta thấy cái máy này nó ra đây nè. Nhưng mà có ai mà để cái nhà mà cái máy như này không? Nó phải đi theo cái tường đúng không? Cho nên chúng ta bấm lên cái máy này và chúng ta chọn vertical. Sau đó chúng ta mới pick line và chúng ta đẩy cho nó, ví dụ overhang là 500. Lấy theo đúng cái tường. Ra tới đó và chúng ta phải vẽ tiếp một cái nữa, trùm hết cái tường lớn này và finish. Lúc đó chúng ta có được một cái máy bằng cách là chúng ta chọn hết tất cả các tường ở đây. Pass. Chúng ta có đúng một cái máy vừa dặn công trong không gian đi theo đúng cái tường nhà này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái đó ngay sau đây.